Thống đốc Cuomo tuyên bố chúng ta phải đến tận nhà, đưa mọi người lên xe và tiêm vaccine cho họ. Thống đốc New York Andrew Cuomo vừa cho biết rằng nhiệm vụ của cộng đồng là khiến cho nhiều người tiêm chủng hơn nữa. Ông Cuomo cũng tiết lộ mong muốn của chính quyền New York là gõ cửa từng nhà, đưa những ai chưa tiêm chủng lên xe và chở mọi người đến nơi để tiêm vaccine vào tay họ. Thống đốc Cuomo cho hay tôi đeo khẩu trang vì tôi quan tâm đến các bạn. Tôi tiêm vaccine vì tôi quan tâm đến các bạn. Chúng ta phải quay trở lại công việc này ngay bây giờ và chúng ta phải truyền đi thông điệp này, nếu không chúng ta sẽ khiến virus lây lan. Chính vì vậy chúng ta phải vào được những cộng đồng đó, chúng ta phải gõ những cánh cửa đó và chúng ta phải thuyết phục mọi người, đồng thời đưa họ lên xe, lái xe và tiêm vaccine vào tay họ. Đó là nhiệm vụ. Bên cạnh đó, thống đốc Cuomo còn đưa ra thông báo phân bổ 15 triệu Mỹ Kim từ ngân sách của tiểu bang để thúc đẩy việc tiêm chủng. Ông cũng cho hay COVID-19 đã phơi bày những bất bình đẳng đã tồn tại lâu đời trong xã hội của chúng ta và chúng tôi đã thấy bằng chứng về điều đó ở cả tỷ lệ dương tính và tỷ lệ tiêm chủng ở các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi virus. Riêng tiểu bang New York sẽ làm mọi cách để có thể tiêm vaccine cho người dân. Theo khảo sát được thực hiện trong số 81% người Mỹ chưa tiêm vaccine, họ có thể hoặc chắc chắn sẽ không tiêm chủng. Lý do được nhiều người trong số này đưa ra có liên quan đến thời gian phát triển quá nhanh của vaccine, cũng như các tác dụng phụ sau khi tiêm chủng. Và theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC, hiện có khoảng 163 triệu người Mỹ đã tiêm vaccine đầy đủ, chiếm 49,1% dân số nước này.